thì hôm nay thì mình vừa mới thực hiện xong cái liệu trình, đó là mình làm Thoma FLX. Và chia sẻ với cả nhà là trước đây là chị đã thực hiện cái công nghệ là Enthalpy giúp nâng cơ trẻ hóa rồi. Và cái công nghệ Thoma ngày hôm nay thì chị sử dụng chủ yếu là cho vùng mắt. Và cái sự kết hợp với hai công nghệ này chính là cái combo mà hiện tại được rất nhiều các chị em săn đón, và không chỉ là các chị em phụ nữ chúng ta mà các sao Việt hay là sao quốc tế cũng đều rất rất là ưa chuộng, đó là nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của trường hợp chị khách ngày hôm nay, xem chị cảm nhận như nào sau cái liệu trình mình làm cả ân thơ cũng như là thơ ma nha cả nhà. Nhà, em chào chị ạ. Nhà, chị ơi, thì sau cái liệu trình mình điều trị với ân thơ thì chị cũng chia sẻ là chị hài lòng và chị thấy cái gương mặt của mình thay đổi rất là nhiều, nên là chị đã quay lại và sử dụng cái công nghệ thơ ma, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ, và không biết là chị có cảm nhận như thế nào sau khi mà điều trị cả hai công nghệ xong không chị? Chị điều trị cả hai công nghệ thì rất là hài lòng. Yeah. Tại vì da nó căng bóng mịn lên. Yeah. Mà nó căng cứng á, không phải giống như xưa mà nó nhão, nó chảy xệ nữa. Yeah. Cho nên là rất là hài lòng ở đây. Dạ, yeah. Những cái điều mà chị quan tâm ở trên gương mặt như là rãnh nè hay là cái nếp nhăn thì nó có được cải thiện nhiều không chị? Cải thiện nhiều chứ. Lúc yeah. trước nó nhăn hai bên cái râu này nó cóp lại, mắt nó thần thâm, nó thủng vô. Mà yeah. giờ là hết rồi, thấy hết hẳn luôn. Yeah. Làm xong rồi da nó căng mà nó hết hẳn, không có còn cái nếp cái khóe này nữa, với khóe mắt nữa. Cho nên là đến đây tôi rất hài lòng về ở BB Thanh Mai. Tôi thấy mấy người bạn đi tới mấy cái thẩm mỹ viện kia đi nhiều lần mà làm tới làm lui hoài, mất công thời gian. Còn tôi thấy tôi tới đây có một lần thôi mà tôi thấy cải thiện nhiều. Dạ, và ở đây thì em cũng có cái hình ảnh trước đây của chị đó. Thì bây giờ chắc em xin phép chị ha, và cả nhà mình coi lại hình ảnh trước đây của chị khách của chúng ta để xem cái sự khác biệt trước và sau như thế nào nha. Cả nhà ơi, em gửi cả nhà hình ảnh trước đây của chị khách chúng ta nha. Em mời chị cùng coi luôn ạ. Như cả nhà mình thấy thì trước đây cái tình trạng da của chị khách là mình hai bên má mình có dấu hiệu đổ xệ xuống cả nhà mình nhé. Và chính vì cái tình trạng như vậy mà cái rãnh ở phần khóe môi này cũng như là rãnh ở phần mũi xuất hiện, làm cho cái gương mặt của mình trông già nua hơn và trông buồn hơn. Đặc biệt là chị có cái nếp nhăn ở đuôi mắt và cái nếp nhăn ở phần trũng mắt, làm cho cái gương mặt của mình trông cũng bị thiếu sức sống. Và cái làn da của chị thì như cả nhà thấy đã trở nên nhão rất là nhiều rồi. Thì sau khi mình thực hiện kết hợp liệu trình Enthalpy và thơ ma tại BB thì nhờ mời cả nhà cùng xem cái kết quả nhé. Dạ, chị ơi, vậy là mình đã coi xong cái hình trước đây rồi. Ừ. Thì bây giờ cái gương mặt của mình coi như khác hẳn chị ha. Ừ. Là em thấy là thứ nhất là cái râu rồng nè, rồi cái khóe, cái rãnh nhăn từ khóe môi xuống cũng mất nè. Rồi gương mặt V-line lên hẳn nha, ngày xưa mình có cái cục nhỏ nhỏ xệ xuống ở ngay dưới viền đường viền hàm này, dưới má này. Rồi có chỗ mắt rất là sâu, bây giờ gần như là mất hẳn chị ha. Đúng rồi, trời ơi, hồi xưa nhìn hai bên đây có cái khóe xuống, mắt quần thâm, trời buồn ghê vậy. Giờ làm xong thấy em thấy cũng hơi hài lòng lắm. Dạ, da xanh căng, đúng không cả nhà mình? Và nếu như cả nhà mong muốn được sở hữu cái gương mặt trẻ trung giống như chị khách của chúng ta thì đừng bỏ qua combo Enthalpy cộng với Thoma tại BB Thanh Mai nha. Và hiện tại cũng đang có ưu đãi rất rất là hấp dẫn đó cả nhà. À, chị ơi, cho em hỏi một câu nhỏ nữa thôi, là tại sao lại tin tưởng lựa chọn BB Thanh Mai chị ha? Thì có nhiều người bạn đã làm đây rồi, cho chị rất là tin tưởng, yên tâm tới đây hơn. Tại vì chị bạn làm rất là đẹp, thấy đẹp quá hỏi làm đâu, nếu làm ở BB Thanh Mai. Yeah. Chứ chị cũng rất sợ lắm, sợ không dám làm, sợ đau. Cho nên mà khi tới đây làm thì rất hài lòng. Yeah. Không thấy đau, không thấy gì hết, mà thấy đẹp mà trẻ ra nữa. Rất là cảm ơn chị. Luôn chú trọng đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp, chất lượng 5 sao, BB Thanh Mai là địa chỉ thân quen và tin cậy của nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khách hàng khắp cả nước. BB Thanh Mai tự hào có giám đốc y khoa là tiến sĩ bác sĩ Thai Nach Lily, là bậc thầy y khoa nổi tiếng trên toàn cầu, là diễn giả tại nhiều hội nghị lớn tầm cỡ quốc tế, chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa lớn trên thế giới và hiện tại là cố vấn cấp cao cho nhiều hãng thiết bị y tế hàng đầu trên thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Thai luôn cập nhật và giảng dạy các công nghệ mới nhất này đến các bác sĩ trên toàn thế giới và đưa ra những cái phương pháp làm đẹp tối ưu nhất cho từng trường hợp khách hàng. BB Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 22 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai, người đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng về thẩm mỹ viện,
như thẩm mỹ viện tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương, thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực và vô số các giải thưởng danh giá khác. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước luôn lui đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai. Mong rằng BB sẽ có cơ hội được giúp quý khách nâng tầm nhan sắc. Hãy gọi ngay hotline 1800 6617 để có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhất từ BB.